Chương trình Nhân sĩ Cộng đồng xin trở lại với quý vị vào mỗi cuối tuần. Và kính thưa quý đồng hương, hôm nay chúng tôi có thứ nhất là Trung tá Phạm Đình Cung, và người thứ hai đó là chị Ngân Nguyễn đã từng đến đây nhiều lần và cũng là người sinh hoạt trong cộng đồng ở đây với chúng ta, nghĩa là at least ít nhất là 30 năm rồi. Thành ra chúng tôi có rất là nhiều chuyện để trình bày với đồng hương hôm nay. Trước khi vào vấn đề thì xin chị Ngân cho biết rằng là mới đây chị tôi có được nghe một cái audio clip giữa luật sư Nguyễn Quốc Lân và ông Nguyễn Văn Tánh là chủ tịch cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ cùng bác sĩ Đỗ Văn Hội là là cố vấn của cái cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ, nói chuyện với nhau về cái vấn đề tổ chức cái vụ mà 30 tháng 4 online năm nay. Xin chị Ngân Dạ, trình bày. thưa, trong tay chúng tôi có cái tờ thông báo của quý vị về tổ chức, sắp sửa tổ chức về lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4. Kính chào quý đồng hương khắp nơi và quý đồng hương ở quận Cam. Tôi xin được đọc bản thông báo. Ban tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 45 toàn thế giới. Thông báo về lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 45. Kính thưa quý vị lãnh đạo các tôn giáo, cộng đồng, tổ chức, đoàn thể, truyền thông và đồng bào trong và ngoài nước. Ngày 30 tháng 4 năm 2020 đánh dấu 45 năm đất nước rơi vào tay tập đoàn Cộng sản độc tài, toàn trị. Biết bao đau thương tang tóc đã đến với dân tộc Việt Nam. Vì hoàn cảnh tránh dịch coronavirus Vũ Hán, đồng thời phối hợp hành động chung cho người Việt khắp nơi. Lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 lần thứ 45 sẽ được tổ chức đồng loạt và trực tiếp online trên các phương tiện truyền thông xã hội với sự tham dự và theo dõi của người Việt Nam trong và ngoài nước. Ban tổ chức gồm sự phối hợp của cộng đồng người Việt quốc gia Liên bang Hoa Kỳ, các cộng đồng, tổ chức, đoàn thể tại các quốc gia và Việt Nam, đặc biệt ở vùng Little Sài Gòn, thủ phủ của người Việt tị nạn Cộng sản. Vào ngày thứ Năm 30 tháng 4 năm 2020, giờ Cali là 4 p.m., Texas 6 p.m., New York 7 p.m. Sáng hôm sau, Úc, Melbourne, 9 a.m. Âu Châu, 1 a.m. Việt Nam và Á Châu, 6 a.m. Chương trình sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ và được livestream trực tiếp trên các kênh truyền hình, phát thanh, Internet, mạng xã hội, Facebook, YouTube và truyền thông tại địa phương. Các vị đại diện tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể có thể tham dự trực tiếp qua Zoom. Xin quý vị vui lòng liên lạc với chúng tôi để chuẩn bị. Đồng bào trong và ngoài nước có thể theo dõi trên YouTube, Facebook và các kênh truyền hình, phát thanh địa phương hoặc xem lại sau đó bất cứ lúc nào. Chương trình chi tiết, cách tham dự và theo dõi sẽ được thông báo sau. Trân trọng, Hải ngoại ngày 15 tháng 4 năm 2020, thay mặt ban tổ chức, ông Nguyễn Văn Tánh, điện thoại 347 481 8283, giáo sư Phan Thông Hưng, 616 929 9999, luật sư Nguyễn Quốc Lân, 714 891 1901, bác sĩ Đỗ Văn Hội, 407 234 3596, đại diện các châu, ông Nguyễn Văn Bon, Úc, ông Trần Văn Đông, Canada, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, Đức, ông Nguyễn Sơn Hà, bác sĩ Nguyễn Quốc Nam, Pháp. Cảm ơn chị Ngân đã đọc một cái thông báo rất là đầy đủ. Tôi được biết là ông Nguyễn Văn Tánh đã là chủ tịch của cộng đồng New York, ông ta cũng đồng thời là chủ tịch của cộng đồng ban đại diện cộng đồng Liên bang Hoa Kỳ và bác sĩ Đỗ Văn Hội là cố vấn. Và cảm ơn chị. Và tiếp theo đây có anh Phạm Đình Cung. Lâu nay anh cũng muốn lên đài lắm nhưng mà cứ gần tới ngày giờ lên thì anh lại bị đau, cho nên chúng tôi hôm nay mới mời được anh. Và hôm nay dù là sức khỏe cũng chưa có tốt lắm và anh cũng còn đeo cái mặt nạ nữa đấy,
Nhưng mà anh cũng vì cái cộng đồng anh đã phải lên đây cùng với anh em. Thì thưa anh, trong tuần trước không có anh ở đây thì đã luật sư Lân đã đến để mà báo cáo về cái coi như cái kết quả của cái cuộc bầu cử bãi nhiễm mà người ta gọi là trưng cầu dân ý đó, trong cái vụ mà bãi nhiễm các dân cử, ba dân cử gốc Việt ở thành phố Westminster đã bị hoàn toàn thất bại. Và ngày hôm nay là ngày chúng tôi sẽ có một cái thông cáo của cái ủy ban bầu cử của quận Cam gửi ra, nhưng cho tới giờ đi tôi chưa nhận được. Do đó thì theo 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 anh cũng xin anh cho biết rằng cái cảm tưởng của anh như thế nào khi anh thấy những người dân cử này được giữ lại và cái thành trì quốc gia của chúng ta đã an toàn rồi. Thì xưa anh thì xin mời anh có ý kiến ạ. Dạ thưa chị Thanh Hiền và chị Ngân, tôi bấy lâu nay thì tôi con người tôi nó không được khỏe lắm cho nên tôi không có ra cùng với chị để mà hoạt động. Nhưng mà theo tôi thì cái vụ mà mình bầu cử vừa rồi mình đã thắng như vậy là tôi rất mừng, tôi rất mừng. Tuy nhiên cái mừng nó không được trọn vẹn cho lắm là vì có những cái người mà từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ rằng người ta cùng ở một cái có một cái ý tưởng giống mình, có một cái gì mà nghĩa là vui vẻ để giữ lại ba cái vị dân cử đó. Nhưng mà sau khi mà ba vị dân cử đã thắng rồi đó thì người ta lại không được vui, người ta đâm ra người ta chỉ trích cách bác lưỡng với cái lời nói. Tôi xin lỗi quý vị, tôi thấy là vô cùng mất dạy, nói thật như vậy. Tôi không có ưng ý, tôi không có bằng lòng với cái chuyện như vậy. Tại sao trước kia mình đã làm công việc tốt như vậy, bây giờ khi đã thành công rồi thì mình phải làm sao? Chỉ trích có gì đâu mà chỉ trích. Quý vị chỉ trích như thằng Hoàng Kiều, thằng Bùi Phát, thằng Đỗ Tài thì tôi đồng ý hoàn toàn. Tôi ủng hộ quý vị. Và quý vị không nói tôi cũng nói, chứ không phải là tôi để ý cho nó yên mấy cái thằng đó. Là vì mấy cái thằng đó là một thằng thế ỷ nó có tiền, nó bỏ ra để mà nó quậy phá cái cộng đồng chúng ta ở đây. Nhưng mà nó lầm. Đồng bào bây giờ ở đây á, họ không có phải là những người mà muốn nói gì nói, họ không nghe đâu. Họ nhìn vào cái sự thực, họ nhìn vào cái việc làm của mấy vị dân cử ở đây. Cho nên họ đã, quý vị họ thấy lúc đầu mình họ nghe thằng Hoàng Kiều nó đâu có mấy gần 10.000 chữ ký mà rốt cục vẫn thua. Là quý vị thấy như thế nào? Tôi không muốn nói đích danh cái người mà chỉ trích luật sư Lân hay là một vài người ở trong cái ủy ban vận động để mà chống bãi nhiệm. Tôi thấy rằng thì là nó không không đúng, không có hợp. Mình phải qua lại, mình phải làm sao để mà mình thắng được cộng sản. Thằng cộng sản mà nó được còn được ngo ngoe tới ngày nay là vì nó thấy mình vẫn còn đấu đá nhau, mình vẫn còn có những cái sự gọi là hiềm khích nhau, nói xấu nhau. Tôi xin hỏi quý vị, tôi có làm cái gì có lỗi với đồng bào thôi, hay tôi có ăn tiền của ai, hay là tôi làm cái chuyện gì tầm bậy đâu, mà có một vị cũng một vị sĩ quan, tôi không muốn nói tên ra làm gì cả. Anh ta là tôi chỉ nói là cũng là một thằng tàu lai. Anh nói tôi hiểu rồi. Đúng không? Đó là anh Nhưng Diệp Phiêu, tôi nói thẳng, anh không dám nói tên, tôi nói thẳng đó. tôi đâu có hận thù với anh ta. Khi tôi ở tù với anh ta thì tôi không có một cái gì hiềm khích và tôi cũng chẳng lấy một cái gì của anh ta cả. Anh ta qua đây anh ta bảo tôi là đi làm anten, và tôi làm anten và tôi ở 14 năm, còn anh ấy 10 năm anh ấy về rồi mà tôi làm anten à? Vâng, Cái thì chuyện anh cũng bỏ qua những cái tôi đã nói với anh rồi, là những cái thành phần đó mà nó nói sau lưng mình á, dù là nó được ai đó chi tiền để mà nó lên một cái YouTube nó mới gửi đến cho gia đình tôi cũng được nghe. Thì tôi thấy là tôi cười tại vì cái thằng đó là nó, cái tên đó nó không bao giờ hoạt động cộng đồng, chưa bao giờ chống cộng, chưa bao giờ tôi thấy mặt ở trên cuộc biểu tình thôi. Nghĩa là chỉ trông thấy phét lác ở ngoài phố rồi đi tới chỗ nó ngồi chỗ kia ngồi để mà tán láo về những cái chuyện vớ vẩn trong cộng đồng, chứ chưa hề ủng hộ giúp đỡ cộng đồng. Mà bây giờ nó nói một cái người mà đã đi tù 14 năm mà rồi về đây đã tham gia trong sinh hoạt cộng đồng như anh, và anh đã từng làm chủ tịch của cái hội
dù của cái liên hội cựu chiến sĩ ở đây hai nhiệm kỳ, thì những thành phần đó tôi lại nghĩ là anh vứt nó vào thùng rác, đừng có thèm nghe. Đây là nó chỉ có tiền thôi, anh biết không? Hoặc là tàu á, nói là tàu mà có thể chi tiền cho nó để nó nói những cái điều tập bậy tập bạ. Vì anh là anh chống Hoàng Kiều, anh chống tàu, cho nên bây giờ Hoàng Kiều có thể mua chuộc những cái thành phần đó để mà nó đánh anh. Thế thôi, thành ra tôi có nghe. Thưa chị, tôi đáng nhẽ tôi không có nói ra làm cái gì đâu. Tôi tại vì tôi nghĩ là những kẻ nói sau lưng mà là những kẻ không ra gì rồi. Nếu mà mình mà lại đôi co với nó nữa thì mình lại cũng như nó nữa hay sao? Thôi, vâng, muốn nói xấu cứ nói xấu, muốn nói cái gì tôi cũng được hết, tôi không có ke, tôi không cả. Chỉ khi nào nói trước mặt tôi, đủ can đảm đứng trước mặt tôi nói cái chuyện như vậy. Nếu mà tôi thấy là tôi có lỗi, tôi xin lỗi liền. Còn không có, tôi không để yên. Là vì theo sự hiểu biết của tôi, anh Diệp Phiêu này, anh ấy có một cái hiểu lầm tôi là cái lúc mà tôi cũng làm trợ lý tôi Sài Gòn, anh Diệp Phiêu cũng làm trợ lý tôi Sài Gòn, vợ chồng Ngọc Phu cũng làm lý tôi Sài Gòn. Rồi anh ta có xảy ra câu chuyện với lại Ngọc Phu, hai bên đi tới xô xát, ông Trần Dũng đuổi hết. Ông đuổi hết cả vợ chồng Ngọc Phu, vợ chồng anh Diệp Phiêu. Còn tôi vẫn còn làm đây, có thể là anh nghĩ là tôi đi báo cáo với ông Trần Dũng, không bao giờ tôi làm cái chuyện như vậy. Không, con người tôi không phải là con người xấu nữa. Nhưng mà thôi, cái không chuyện đó thì bị bỏ qua, tôi mình không nhắc tới cái chuyện rồi. Đó nữa đó. Nhưng mà tôi nói với anh rằng là anh đã đành đi, tôi không có đi tù, không có gì hết. Nhưng mà tôi chỉ là chống cộng từ ngày đến đây thôi. Thế mà nó cũng cho cái con mẹm cái, nó bơm cho con mẹm cái Tạ Phong Tần, nó mới ở Việt Nam sang. Tôi chưa hề gặp nó bao giờ, nó cũng lên nó chửi tôi đủ thứ chuyện. Rồi con Dung nữa, trước đây nó là cô cháu cháu đến nhà tôi, nó sinh nhật của nó mời tôi đủ thế. Thế mà tự nhiên vì cái đồng tiền bẩn thỉu, cái bọn mà nó ủng hộ tàu đó, cho nên nó lên đài nó chửi tôi. Nhưng mà tôi không ke, anh biết tôi là đàn bà, đáng lẽ tôi phải ke cái đó nhiều hơn đó, nhưng mà tôi không ke đâu. Thành ra chúng ta cũng vứt nó vào thùng rác hết đó. Xin lỗi à, mình không có quan trọng hóa cái đó. Nhưng mà bây giờ xin, hồi nãy anh có nói đến một cái vài cái nhân vật nào đó lên chỉ trích cái đám mà nghĩa là cái ủy ban chống bãi nhiễm, trong khi họ thành công rất là lớn như vậy, công lao của họ, cái giờ của một luật sư biết bao nhiêu tiền. Ông luật sư Văn và ông luật sư Nguyễn Quốc Lân, cái giờ luật sư ít nhất là 500 đồng một giờ mà họ bỏ ra không biết bao nhiêu ngày giờ, viết 22 bài rồi lên các đài, rồi đứng mũi chịu sào cái vụ ủy ban bầu cử này. Cho nên hôm vừa rồi đó là ông nghị viên Nguyễn Mạnh Chí có nhắc đến hai người này và có cảm ơn. Thay vì đáng lẽ phải cảm ơn họ thì chắc có lẽ chưa có tới lúc để cảm ơn. Mà không cần cảm ơn, người ta cũng biết công của họ như nào rồi. Rồi còn một cái người nữa mà họ cho rằng là đã làm ra 20.000 cái tờ báo để mà gửi đến từng nhà đó, thì tôi thấy ai cũng có công hết. Tuy nhiên những người đã làm free hay là lấy tiền, đó là vấn đề. Vì tôi được nghe nói là bây giờ đó là bắt mỗi người phải đóng 1.000 đồng. Ba cái người dân cử đó, thì cái nếu là chúng ta làm free đó thì chúng ta được nêu công, mà nếu chúng ta làm mà có tiền đó thì tôi nghĩ rằng đó là cái tiền người ta trả công các anh, người ta nhờ các anh, các thuê các anh thì không phải nhắc tới. Nhưng mà thật sự ra là ba cái dân cử họ chưa có nhắc tới, là bởi vì họ đã định là tổ chức sẽ là cảm ơn trên báo chí đàng hoàng, thì chưa có nhắc tới tên cái người đó, thì cái người đó đã nổi cơn lên. Ở đời người ta cứ nói là, nhiều khi tôi nghe tôi thấy buồn cười, lục xúc tranh công ấy. Đó, chưa gì hết mà họ đã tranh công với nhau để mà họ, tôi thấy mắc cỡ quá. Tại vì trong khối của chúng ta, đáng lẽ mình chỉ đóng cửa dạy nhau thôi, nhưng mà đây thì họ đưa lên truyền thông rồi, cho nên một số anh em họ rất là bất mãn. Có người gọi lại cho tôi, ông Mai cỡ này, tôi có đây tất cả cái này, tôi không có giờ, nếu có giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Đó, thành là thôi, cái chuyện đó chúng ta cũng bỏ qua. Thế thì bây giờ xin ý kiến của chị Ngân, chị nghĩ là cái bọn tờ báo Nhân Dân này nhá, tiếng nói chính thức của Cộng sản Việt Nam, có đóng góp gì vào cái vụ bãi nghĩa là thành công của cái chống bãi nhiễm này không, theo ý chị? Thưa, đối với vấn đề mà về và Việt Cộng hết trong nước, yeah, tôi không bao giờ theo dõi hết. Không, nhưng mà chị có nghe nói về cái tờ báo Nhân Dân? Có nghe nói vậy thôi. Nhưng mà chị nghĩ là nó có đóng góp phần nào trong cái vụ mà bãi nhiễm này thành công, hoặc là ý kiến của anh? Theo tôi thì tất cả đồng bào ở đây
chúng ta đã xa quê hương, bỏ quê hương, bỏ mồ mả ông bà để qua đây đi tìm cái sự tự do. Thì chỉ nhẽ bây giờ mà quý vị còn lại nghe thằng cộng sản nó nói vậy sao? Tôi không tin, tôi không tin. Thằng cộng sản không bao giờ mà nó bỏ đồng tiền ra để mà nó bỏ tiền ra để nó phá hoại cái trực diện ba người này, thì cái đó có thể có, nhưng mà ai là người đứng ra nhận đồng tiền của nó, cái đó thì mình không biết được, mình hoàn toàn không thể biết được. Đối với tôi đó, thì tôi lúc nào trong đầu óc tôi và trong thâm tâm tôi, trong trái tim tôi, cái thằng kẻ thù của tôi nhất sau thằng cộng sản là thằng Hoàng Kiều. Tôi nói thật quý vị đấy, nó ỷ nó có đồng tiền, nó bung đồng tiền ra để mà nó phá ba cái vị dân cử này, nhưng mà nó đã lầm, nó lầm. Tại vì cái đầu óc của tụi mấy thằng cộng sản ấy, nó còn tối tăm lắm, nó không sáng suốt đâu, nó không sáng suốt đâu. Thưa quý anh Cung, năm 75 đó, tôi còn nhớ từ Việt Cộng nó nói là những cái người mà bỏ nước ra đi đó, nam đó thì là cu li, trộm cướp, còn nữ đó thì là đĩ điếm. Đúng rồi. Đó. Đúng. Thế mà bây giờ mới đây nhất đây nè, là Nguyễn Xuân Phúc lại kêu gọi đồng bào hải ngoại gửi tiền về để giúp cho Việt Nam về cái vấn nạn mà vi khuẩn đây. Đó. Rồi cách đây 2 hôm nữa, cái đó là cũng tuần rồi, cách đây 2 hôm thì nó lại bảo những cái người ở trong nước đó kêu gọi thân nhân ở ngoại quốc gửi tiền về. Đấy, 45 năm trước nó nói khác, bây giờ thì nó lại nói khác, thành ra cộng sản. Thì tôi đã nói với hai chị rằng thì là đối với thằng cộng sản không bao giờ mình tin nó một cái gì cả. Nó đặt lọng như là buổi sáng buổi chiều nó là lần lọng rồi. Nhưng mà thưa với anh Cung, đặc biệt là cộng sản Á Châu nó còn tồi tệ hơn các nước cộng sản khác. Vì thế mà ông tổng thống Trump ông đã nói là cái thằng cộng sản Việt Nam nó còn tồi hơn cộng sản Tàu. Đúng thế, đúng thành vậy, ra mình đúng không vậy. Nên mất thì giờ về tôi, cái tội tôi, này. Tôi nói nhưng mà thật sự ra là mình phải nhắc tới là bởi vì tại sao cái tờ báo Nhân Dân đó, nó là công khai đứng ra để mà yểm trợ cho cái phía chống Mai Nhiễm và nó đánh vào ba cái ông dân cử gốc Việt mình, nếu quý vị được theo dõi và trước đây chúng tôi cũng có nói rồi. Thế thì nhiều đồng hương nói rằng thay vì nó giúp cho cái phe Bãi Nhiễm được thành công thì nó lại đóng góp vào cho cái sự thất bại của cái đám đó. Bởi vì như vậy làm cho những người quốc gia ở đây họ biết rằng là tất cả cái âm mưu này là phát xuất từ Việt Nam, từ Cộng sản Việt Nam và Tổng Cộng sản Tàu. Cho nên nó cũng đóng góp rất là quan trọng trong cái việc mà cái Bãi Nhiễm của chúng ta, cái Bãi Nhiễm ba dân cử này bị thất bại hoàn toàn. Là nhiều người cho rằng là công đầu là của Việt Cộng. Tôi nói chị Hiền, chị đừng có suy nghĩ gì, nó đầu óc ấy. Nó phải làm bằng mọi cách để nó bãi nhiệm ba cái người này. Ba người này mà bị thua, bị bãi nhiệm thì nó đưa người của nó vào. Yeah. Thì ai vào thì cũng lại thằng khốn nạn Bùi Phát, con thằng tay đó. Nó vào đó nó quậy thì tôi nói với quý vị là đây không còn là cái thủ đô của người tị nạn nữa. Hết, không còn cái danh từ đó nữa. Đó cho nên nó phải bằng mọi giá đả phá. Tôi nghĩ rằng chỉ còn 1-2 ngày nữa thì cái lúc mà đi bầu bãi nhiệm đó. Trời ơi, chị không nghe tới lên đài của tụi nó nói. Nó nói những cái câu nghĩa là đối với ba vị dân cử này là nghĩa là thê thảm lắm. Yeah. Ăn tiền hối lộ rồi thì đưa bà con vào làm việc. Tôi hỏi, xin lỗi quý vị, một cái chức vụ thị trưởng lương được bao nhiêu? Lương được bao nhiêu? Rồi gia đình đưa vào cho nó làm những cái gì trong đó? Mà nó vệ ra những câu là ăn hối lộ, nghĩa là tàn canh rồi thì là phá cái đi tôi Sài Gòn này, nó thành ra là cái chỗ homeless đầy đường. Quý vị trả lời thẳng đi, quý vị có thấy không một người nào homeless đứng xin tiền không? Lâu lâu mới có một người mà lại không phải người Việt Nam nhé, người Mỹ. Ở khắp California này anh ơi, chứ không phải nguyên ở đâu. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thằng mà tội đồ nhất nó là cái thằng Hoàng Kiều, quý vị nhìn cái mặt nó có mặt gì hả? Mặt nó là mặt gì? Nó ỉ nó có đồng tiền, nó phá, nó bỏ ra nó phá. Nhưng mà
ông trời ông có mắt đó chị. Tôi nói thật, coi dậy không không xa đâu, gần lắm. Cảm ơn anh Trung rất nhiều về những nhận xét của anh, rất là chính xác. Và tiếp theo đây chị Ngân không biết còn gì để nói, mời chị nói xong rồi thì là có một người thứ tư nữa, đó là anh Tony Bùi. Anh đến hơi trễ và đang ngồi chờ kia. Chúng sau khi chị trình bày xong thì tôi sẽ mời anh Tony Bùi lên. Dạ, kia cũng trở lại vấn đề của Ủy ban bãi nhiệm thì chúng tôi rất được vinh dự gửi đến quý đoàn thể tôn giáo, đoàn thể đấu tranh, các chính đảng, các tổ chức, cựu quân nhân và nhiều đoàn thể trong cộng đồng, cũng như rất nhiều vị nhân sĩ và truyền thông báo chí đã lên tiếng và yểm trợ cho ban chống bãi nhiệm và đã thành công. Ngày hôm nay, tức là ngày hôm nay đó, 17 tháng 4 là cơ quan bầu cử quận Cam chính thức công bố hợp pháp kết quả của ngày 17 tháng 4 đó. Dạ. Okay. Thưa quý đồng hương, ngày 7 tháng 4 năm 2020 là ngày lịch sử của người Việt tị nạn cộng sản tại thủ đô Little Sài Gòn, quận Cam, tiểu bang California. À, vâng, cảm ơn chị. Ngoài ra chị còn muốn nói gì nữa không ạ? Dạ. Thì xin chị kết thúc để mời bây giờ cái vấn đề mà của chị có cái thông báo này kêu gọi không chị, cái virus có lẽ là anh ok đại chị vậy nói về cái vụ mà tàu cộng thì không có xài đồ của tàu cộng đó, vâng, tẩy chay đó thì đó nó cũng nằm trong cái chương trình này, có thể tôi sẽ tiếp nối sau. Dạ vâng, tốt vâng, sao? Vâng, cảm ơn chị. Mời anh Tony. Cảm ơn chị, mời anh Tony. Tony Bùi xin kính chào quý vị và kính chào anh cung của em và chị Thanh Hiền. Vâng, tôi hân hạnh đến đây tham dự để góp chút tiếng nói về cuộc bầu cử vừa qua. Ngày 7 tháng 4 vừa qua, hai tuần trước, thì đồng bào Westminster và sự ủng hộ của tất cả đồng bào khắp nơi đều rất là hoan hỷ để thấy thành quả của việc chống bãi nhiệm. Tức là đồng bào vẫn lưu nhiệm những người dân cử gốc Việt của chúng ta, đó là ông Tạ Đức Trí, với số phiếu là 10.165 trên 6.970 phố số phiếu mà nó bầu yes, thì ông Tạ Đức Trí đã thắng với tỷ số khoảng 60%. Rồi bà Kimberly Hồ với chức vụ được lưu nhiệm tiếp tục làm việc với chức vụ là phó thị trưởng của thành phố Westminster, thì bà đã nhận được số phiếu lưu nhiệm là 9.790 trong tổng số là 16.000 phiếu, thì bà đã trên khoảng 57%. Và người thứ ba là ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, là nghị viên của thành phố Westminster, vẫn được đồng bào tiếp tục lưu nhiệm để làm việc, tại vì ba người này đều làm việc rất hữu hiệu và sốt sắng giúp đỡ cộng đồng Việt Nam của chúng ta và giúp đỡ thành phố rất nhiều. Và số phiếu của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí là 9.847 trên số mà gọi là yes thì chỉ có 7.224, tức là ông cũng thắng với số phiếu vẻ vang là 57.5%. Do đó đây là một trận chiến giống như là ngày xưa vua Quang Trung tiến vào đánh thành bọn nhà Thanh, và đây là trận chiến Đống Đa thắng bọn Tôn Sĩ Nghị, là thằng Hoàng Kiều cũng phải chui vào ống đồng, chẳng rút chạy về đâu cho đến nay vẫn chưa thấy. Còn những thành phần của nó như Bùi Phát, Tài Đỗ, Frank Trần thì chúng nó cũng phải lặn mất tiêu vì không dám ra mặt nữa. Do đó đây là chiến công của tất cả mọi người. Mọi người đều góp phần vào đó, từ các vị già người lớn tuổi cho đến những vị thanh niên, sinh viên trẻ. Và đây là thành quả của tất cả mọi người, chứ không phải riêng của một người, của bất cứ ai cả. Do đó chúng ta có quyền tự hào là thành trì chống cộng Westminster vẫn tiếp tục đứng vững và sẽ mãi mãi đứng vững, cho dù các thế lực dùng đồng tiền, dùng những trò thủ đoạn dơ bẩn, hèn hạ bằng cách tung những tin đồn thất thiệt, thì cuối cùng chúng cũng phải thất bại trước sự cương quyết của tất cả đồng bào Việt Nam yêu chuộng tự do, dân chủ và nhân quyền tại không những tại Westminster mà còn tại khắp nơi trên thế giới này. Do đó cơ quan ngôn luận gì của tụi Việt Cộng bên kia cũng ôm đầu máu, tức là nó rất là thua thê thảm, không dám nói lên một lời nào cả. Thành ra chúng ta
Thành thật cảm ơn tất cả đồng bào đã cùng chung tay góp sức để giúp cho thành trì Westminster đứng vững trước sự bao sóng gió của nhóm Tài Phiệt Hoàng Cùi và Bùi Phát hay Tài Đỗ, vì tất cả những người này không xứng đáng để làm những người trong cộng đồng của chúng ta. Tôi chỉ có từng đó và cảm ơn chị. Thưa đồng quý đồng hương ở nơi xa, hai người ngồi bên cạnh tôi đây là hai người cử tri của thành phố Westminster, cho nên các ông ta rất là quan tâm và theo dõi tới tất cả những cái biến cố đang xảy ra tại đây. Thành ra tất cả những lời nói của các ông là cũng nói lên cái tâm tư của một người cư dân nữa, phải không? Dạ, đó. Vâng, thì thưa các anh nghĩ gì về những cái lá thư của các hội đoàn cũng như hàng trăm hội đoàn và nhân sĩ từ khắp nơi trên thế giới, kể cả Úc Châu, Âu Châu, rồi Mỹ Châu, Việt Nam nữa, đã gửi đến để mà ủy lạo tinh thần các ba cái dân cử gốc Việt và cái thành phố Westminster, những người quốc gia ở đây. Thế thì các anh nghĩ rằng cái sự đóng góp của họ có quan trọng trong cái vụ mà bầu phiếu vừa rồi không? Yeah. Thưa quý anh. Tôi, thưa chị Hiền, chị hỏi câu hỏi này đáng nhẽ tôi cũng định nói ra cái thâm tâm của tôi đó, như vậy, tại vì thế này, tôi xuất thân từ một người thiếu sinh quân, từ bé đến lớn ở trong trường thiếu sinh quân, tôi mồ côi mà. Bạn bè tôi thì ở khắp năm châu, chỗ nào cũng có thiếu sinh quân hết á. Sau khi mà mình mất nước thì nó phân tán đi mọi nơi, theo gia đình có mà cũng đi tự độc kiếm đường trốn đi khỏi cái tụi cộng sản cũng có. Thì sau khi mà bình bầu xong mà nghĩa là bãi nhiệm ba cái dân cử của mình không thành công đó, mà cái thằng khốn nạn Hoàng Kiều với lại thằng Bùi Phát ở kia đó nó làm không được, thì nó rút âm thầm, nó không nói năng gì cả nữa. Thì riêng đối với tôi với bạn bè tôi ở bên Pháp, họ gọi tôi nói xin lỗi quý vị, trước ngày năm tây tháng 4 đó, còn hai ngày nữa bầu cử đó, thì các bạn tôi ở bên Pháp gọi cho tôi liên tục, đêm cũng gọi, ngày cũng gọi, chỉ nói có mỗi một câu rằng: ê, tụi mày ở bên đó làm sao làm nghe, phải giữ lại ba cái vị dân cử đó cho tụi tao nghe, bên này tụi tao cũng hãnh diện về cái việc làm của chúng mày lắm đấy. Là quý vị thấy không, một lời nói rất mộc mạc của anh em chúng tôi, nhưng mà họ có một cái lòng vững, rất là vững chắc, là làm sao phải giữ cái thủ đô tị nạn này nó bền vững hoài, nó còn có đều đều hoài. Vì họ đi đâu chơi, họ khi ghé bên Mỹ, họ đều ghé vào chỗ Lưu Tô Sài Gòn để họ xem, mà họ thấy rất đẹp. Họ nói là cách đây được khoảng 15 năm, 20 năm về trước, nó không có được như bây giờ. Bây giờ phố xá rộng, mát mẻ, sạch sẽ. Đó là những cái công của mấy người mà dân cử Việt Nam họ làm. Còn nói xin lỗi quý vị, bây giờ mình cứ nói thẳng ra mà cứ để cho người Mỹ nó làm đi, có làm được như vậy không? Tôi nghĩ không có đâu. Tôi nói thật, mặc dù đang sống ở nước Mỹ là mình mang ơn nước Mỹ nhiều lắm đi, nhưng mà cái gì mình nói thật, mình vẫn nói thật. Mình không có ngại cái vấn đề đó cả. Phải để dân cử Việt Nam. Đó. Cũng như thằng Tài Đỗ nó nói là cái thành phố Westminster này sẽ trở thành tên tội đồ Hồ Chí Minh. Tôi không biết nó ăn cái gì mà nó ngu quá vậy. Và cái câu mà nó nói trên Facebook của nó đó là nếu mà nó thắng cái vụ này đó là nó sẽ đưa cái nghị quyết và chống cái nghị quyết 36 trở lại để bầu lại. Đó thì các anh nghĩ sao, với là người cư dân của Westminster, các anh nghĩ thế nào về cái câu nói của Tài Đỗ đó? Tôi có thể thực hiện được không? Dạ. Tài Đỗ đó thì quý vị đều thấy đó là một anh cảnh sát mà chưa học xong đại học thì đi vào cảnh sát, rồi đi lên được cái vài cái nhiệm vụ cảnh sát của thành phố Long Beach. Do đó anh ta được bầu vào trong chức nghị viên của thành phố Westminster là nhờ bám vào cái uy tín của bà Janet Nguyễn. Nhưng mà sau đó đồng bào đã thấy rõ thực chất của anh Tài Đỗ là một người gọi là vô học thức, thiếu khả năng. Do đó khi vào trong thành phố, anh ta tìm đủ mọi cách để khuấy phá thành phố. Và trong cuộc bãi nhiệm vừa qua, anh ta mon men muốn lên chức thị trưởng. Cuối cùng thì anh ta thất bại, vì đồng bào đã thấy rõ anh ta không những là một người nghị viên không có khả năng, mà đồng thời còn là một người dâm ô trong hay có những cái tham dự vào những cái
phạt ti trác tán, rồi đồng thời lại làm nhiều trò băng hoại gia đình của nhiều người khác. Do đó anh Tài Đỗ này thật sự không xứng đáng, và cho dù anh ta có ra tranh cử 10 lần thì anh ta vẫn thất bại 10 lần. Do đó Tài Đỗ nên đi về học lại cách làm người, cách đối nhân xử thế, và nhất là về tư cách đạo đức của con người. Đó là lời tôi khuyên Tài Đỗ, và tôi cũng khuyên ông Hoàng Kiều đã ở tuổi 80 mấy rồi thì hãy lui về trong bóng tối để sám hối tội lỗi. Ông đã gieo rắc kinh hoàng cho thành phố này như thế nào thì ông sẽ chịu trách nhiệm. Trước khi ông đi qua bên kia thế giới thì ông vẫn phải tiếp tục chịu trách nhiệm, vì ông có thể kiếp tới ông chẳng có thể là thân người mà là con thân trâu bò kéo cày để trả nợ, vì đã gieo biết bao nhiêu oán thù và đau khổ cho đồng bào tại miền Nam California. Tôi xin lỗi chị Hiền với anh Tony chút. Tôi có một cái ý kiến này, nhưng mà đây là cái dịp để tôi nói. Tôi xin đồng bào, xin đồng hương hôm nay đi bầu chức vụ dân biểu, quý vị đừng bỏ cho con Giang Đức Nguyên. Quý vị nên tránh cái con này ra, con này là cái con là lừa thầy phản bạn. Khi nào có tiền thì nó làm, nó giúp, không có tiền nó không có làm. Tôi đã nói về cái vấn đề con Giang Đức Nguyên này rồi. Và bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, tôi xin thiết tha kêu gọi đồng bào đi bỏ phiếu bầu, đừng bầu cho con Giang Đức Nguyên, bầu cho cô Thu Hà. Là con của một người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Anh ta bỏ mình ở bên này, chết ở bên này. Cũng là một nhà báo, cái tiếng nói cũng đi xa lắm, tốt lắm. Để tôi xin quý vị nên dồn cái lá phiếu đó cho cô Thu Hà. Vâng, tiếp lời anh, thì một số anh em trong giới truyền thông của chúng tôi ở đây và một số nhân sĩ trong cộng đồng thì họ nói rằng dĩ nhiên là cô Thu Hà cũng có một cái khía cạnh không được trong sáng lắm, đó là thời gian gần đây cô ấy cũng có hay đi về phe của Bùi Phát và Đan Việt Tân. Tuy nhiên nếu mà so sánh ra tất cả những thành tích của cô ấy và cô Janet thì Janet làm rất là nhiều điều bậy bạ, đã từng ăn tiền của Cộng sản Việt Nam, nghĩa là có bằng chứng, cho nên cô ta không có cãi và không có dám kiện. Và cái thứ hai nữa đó là cô ta đã từng đưa dẫn tổ cho Eric Lê là người thân của cô đứng ra làm trưởng ban tổ chức để đón tiếp Nguyễn Minh Chiết là chủ tịch nhà nước ở Đà Nẵng quanh cách đây 10 năm về trước nhá. Rồi tiếp theo đó là cái kỳ vừa rồi cô thắng cử, một số tiền rất là lớn, ít nhất là 400.000 cô đã lấy từ ông Hoàng Kiều, và một cách công khai ông Hoàng Kiều tuyên bố chứ không phải chúng tôi bịa ra nhá. Và thêm vào đó cô ta lại có cái tiền của cái đám một cái số người mà nó ở trong cái đảng Cộng Hòa đó, nó không thích Tyler Diệp cho nên cô ta đã thắng. Và kỳ này giữa hai người chúng tôi kêu gọi, chúng tôi chưa định nói hôm nay nhưng mà anh Công đã nói thì chúng tôi cũng nói thêm vô là chúng ta thà bầu cho cô Thu Hà có một cái nguồn gốc chúng tôi biết trước là cô ta là người Trung Cộng, là phát sinh ra từ cái tuổi trẻ ở đây, nghĩa là cô ta, chúng tôi biết hành động của cô ta, chỉ có cái điều chúng tôi hơi than phiền là cô ta hơi bị ảnh hưởng của cái đám Việt Tân và đảng Dân Chủ, nhưng mà đối với chúng ta cái chức vụ đó không cần Dân Chủ hay Cộng Hòa, nhưng mà một cái người quốc gia là được rồi, cho nên chúng tôi rất đồng ý với anh Cung là chúng ta sẽ ủng hộ cô Thu Hà thay vì Janet. Có những người nói là tôi bầu cho thằng đứa nào hết, đứa nào cũng có tội, nhưng mà tôi nói là giữa hai cái xấu thì chọn một cái xấu ít hơn. Nếu quý vị không đi bầu thì Janet nó vẫn thắng, mà Janet vẫn thắng đó là một cái hiểm họa cho cộng đồng chúng ta, bởi vì nó sẽ bắt tay với đám Hoàng Kiều, Bùi Phát, Tài Đỗ, và nó sẽ cái đám mà nó thổ tả đó, cái loại Việt gian nó sẽ lợi dụng cái đó để mà nó tiến lên thì chúng ta còn khổ hơn nữa đó, cho nên tôi rất đồng ý với ý kiến của ngoài ra. Xin anh có điều gì nữa? Mời anh Cung. Mời anh Cung. Anh Cung có muốn nói điều gì nữa không? Rồi cho đến nay thì một vấn đề về vấn đề phòng dịch, chúng ta đã ở trong theo lệnh của chính phủ liên bang dưới sự điều khiển của tổng thống Trump, thì chúng ta đã giữ đúng cái luật lệ của chính phủ đề ra cũng như chính phủ của tiểu bang. Do đó kính xin đồng bào chịu khó kiên nhẫn chờ đợi luật lệ của những điều khuyến cáo của CDC cũng như của Tổng thống Trump, và chúng ta vẫn tiếp tục
ủng hộ cho ông Trump để đứng vững và đồng thời để đánh sập bọn thầu cộng, đó là thủ phạm chính yếu đã gieo rắc con virus cúm Vũ Hán này cho tất cả đồng bào khắp nơi trên thế giới, và đồng thời tạo ra khủng hoảng kinh tế cho nước Mỹ. Nhưng cho đến nay, kinh tế Mỹ sẽ phục hồi và phục hoạt lại rất mạnh sau cái vụ biến cố cúm Vũ Hán này. Vâng, cảm ơn anh. Không biết anh cũng có điều gì để nói về cái virus này. Bởi vì mới đây, trước khi tôi đi lên đây, thì tôi có mở cái đài Fox á. Thì tôi thường xuyên nghe tin tức của đài Fox. Thì chúng tôi được biết cách đây 1-2 ngày và cũng hiện tại là ông Trump đã họp với lại 50 mấy cái governor, tức là thống đốc các tiểu bang, và có đề nghị ra rằng là ông đề nghị là mở cửa lại vấn đề kinh tế để cho người dân sống lại đời sống bình thường và kinh tế của chúng ta không bị lộ, nghĩa là đi xuống quá. Thì ông sau cùng thì có một vài cái governor, tức là cái thống đốc của các cái tiểu bang mà dân chủ đó, đặc biệt là cái ông Cuomo của cái New York và cái ông Newsom của California, là hai cái tiểu bang dân chủ mạnh nhất, thì nó được lệnh của Đảng Cộng hòa, của Đảng Dân chủ là chống đối lại cái vụ mà mở cửa, vì nó nói lấy lý do rằng là sẽ cái virus này nó sẽ hoành hành thì là thêm người chết nói kia. Thì sau này ông có đưa đến một cái kết luận là ông trao cái toàn quyền cái đó lại cho các cái thống đốc của các tiểu bang, tùy thuộc tiểu bang. Tiểu bang nào thấy là mình an toàn thì mở, còn tiểu bang nào thấy mình chưa an toàn thì đừng, thì không mở. Thế vâng, nhưng mà bây giờ ông Cuomo ông lại, tôi vừa nghe ông nói xong này, ông nói rằng là cái ông mà thống đốc của New York ông ghét ông Trump nhất á, ông ấy nói là tôi không muốn cãi nhau với ông Trump, nhưng mà một vị tổng thống mà liên bang mà bây giờ lại phủi tay thì không được, ông phải nhận trách nhiệm. Đằng nào ông cũng nói được, khi mà ông ấy đưa cái vấn đề là mở cửa kinh tế thì ông ấy là ông Cuomo đó, ông ấy là người đứng ra phản đối, là bởi vì ở New York thì rất nhiều người bị cái nạn virus rất là hoành hành. Tuy nhiên cái đó là ông Trump đã giao lại cái quyền đó cho các ông tùy ý. Thế thì bây giờ ông lại quay trở lại, ông nói ông Trump là không thể nào phủi tay như vậy được. Thành ra tôi không biết cái Đảng Dân Chủ nó muốn cái gì ở đâu ông Trump nữa, và nó nghe theo cái lời đảng của nó. Cho nên tôi mới nói với quý vị, tôi kết luận một câu là Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng sản giống hệt nhau, nó chỉ nghĩ đến quyền lợi của đảng của nó mà thôi, nó không nghĩ đến quyền lợi của người dân. Thưa các anh có ý kiến không? Đúng. Đó. Vậy thôi, trước khi kết thúc, trước khi anh Sơn nhường lời lại cho chị Ngân đó. Vâng, thì tôi cũng hỏi anh một câu này này. Anh có nghĩ gì về cái Phạm Kim Long đó, cái tên tiến sĩ giọt đó, nó lên đài, nó lên đài nhá, chứ không phải nó nói ở trong Internet không? Tôi nghe rõ ràng nó lên đài của SET với Đoàn Trọng. Nó đổ cái vụ mà thất bại của nó là do gian lận bầu cử, và trong đó có cái vấn đề là in phiếu này kia đó. Thì thưa anh, hai anh cử tri của Westminster, xin anh nghĩ cho chúng tôi biết ý kiến là đây là nước Mỹ, quận Cam tổ chức hay là thành phố Westminster tổ chức? Đây mà nó nói rằng là gian lận qua là do tiểu bang California, quận hạt Orange County tổ chức. Thành thử ra bất cứ gì mà sai phạm thì ông dám, Phạm Kim Long dám nộp đơn kiện cái quận hạt California, tức là ủy ban và bầu cử hay không, thì đó mới là điều đáng kể. Chứ còn ông tung tin đồn thì tất cả những tin đồn này đều là thất thiệt. Và cho đến nay chúng ta đều thấy các cơ quan truyền thông ở Hoa Kỳ như CNN, MSNBC hay ABC đều bị tàu cộng mua chuộc. Do đó nó tung ra những tung tin thất thiệt để nhằm hạ uy tín của ông Trump. Thì song song đó, trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta có những đài như SET hay là SBTN hay là những báo đài Người Việt cũng đăng, ngay cả báo Người Việt cũng có những cái tin tức mà rất là thất thiệt, gây hoang mang, làm thiệt hại cho cộng đồng của chúng ta. Do đó đồng bào phải tẩy chay những cơ quan truyền thông mà tung tin thất thiệt, bịa đặt để nhằm hạ uy tín, làm cho quốc gia của chúng ta, quốc gia Hoa Kỳ không phát triển được, và đồng thời ngay cả thành phố quận hạt California cũng bị ảnh hưởng. Do đó đồng bào hãy sáng suốt và tẩy chay những thành phần tung tin thất thiệt này. Vâng, trước khi anh rời ra thì chúng tôi xin hỏi anh một câu là anh có nghe gì về cái thư
cái lá thư của ông thị trưởng của thành phố Gác Rân Gô là ông Steve John đó, gửi ra cho ông Hoàng Kiều, nói rằng là bắt đầu từ nay nghĩa là cấm ông Hoàng Kiều và đồng bọn không được bén mảng đến tất cả các cái nơi công cộng thuộc thành phố Gác Rân Gô. Thì thưa ý kiến của hai anh, xin các anh có nghe những cái tin này? Tôi thấy vậy thì là cái ông thị trưởng này ông ấy đó, xuống, hay lắm ạ, hay lắm, rất hay nha. Là vì ông không muốn một cái con sâu mà nó có tiền nó quậy trong cái cờ, nó không quậy nhưng mà nó cho mấy cái thằng đệ tử của nó, thằng Bùi Phát ấy, nó kia đứng ra, thằng Phan Trần ở kia đứng để mà quậy thì cũng thế. Thì bây giờ ông cấm như vậy rất đúng, tôi đồng ý hoàn toàn. Anh có thấy là nhục không? Cho một cái tên gọi là lúc nào cũng tự mãn rằng là mình là trọc phú, mình muốn làm gì thì mình làm, như một ông vua con ở đây vậy. Mà bây giờ bị một cái ông thị trưởng đáng con thôi, ông rất trẻ, tôi biết ông này mà. Mà ông viết một cái thư, ông cho luật sư ông viết một cái thư chửi thẳng vào mặt là cấm không được, từ nay không được nộp bất cứ một cái đơn từ nào để và xin bất cứ một một cái công việc gì mà để làm việc ở trong cái thành phố Gạc Rồi. Như trước đây đó, nó lợi dụng phát quà đấy, phát quà đã đành. Còn cái vụ mà chứa 60 cái xe bus đó, đó để mà đưa Đồng Hương đi dự cái tạ tỉnh 6 đó, thì cũng mượn đất của Gạc Đơn Gô mà cũng không hề báo cáo. Đó, coi như Bùi Phát đã nghĩa là qua mặt luôn cả cảnh sát. Và lúc nào nó cũng nói là nó đọc ở trên đài rõ ràng là thông cáo là có cảnh sát đứng giữ gìn an ninh, cộng tác với cảnh sát, rồi nó mời, nghĩa là nó có sự cộng tác nào cả của Thu Hà này, của Janet Nguyễn này kia các thứ để ra phát quà, nhưng mà thực tế là không có. Đó thì thấy các anh thấy là đây là một cái sự gian hoa để cám, nghĩa là để mà chỉ mục đích làm trước có cái ngày bầu cử có 2-3 ngày thôi, mục đích để làm gì, tại sao nó không làm sau, mà nó làm để nó có phiếu thôi. Những người nào mà chưa bỏ là đáng lẽ nó đi từng nhà, nó cho người đi từng nhà, nhưng mà sau tôi, đó là tôi, không đi được. Tôi nói chị nghe này, mình đã trách mấy người đi lãnh cái quà đó, mình trách lên lãnh mấy người đó. Nó có đáng gì đâu, chưa được 5 ký bao gạo, mấy hộp mì, hóa đầu nó còn cho một thùng mì, sao nó lấy bớt ra nó bỏ nuôi gói nó vứt trong xe. Mình đâu có đến nỗi chết đói thế, khác từ cái chuyện đó đâu mà mình phải làm cái chuyện như vậy. Mà hôm đó tôi nói thật cho chị nghe, tôi ở nhà tôi coi tivi đó, tôi thấy mấy người lấy xe tinh, những xe sang không à? Trời, tin Lexus mới lại cái gì xe đắt tiền không à? Tại vì mà có mình... một người phỏng vấn đấy, có một cái anh tên là Ngô Lượng, anh có phỏng vấn một người thì họ nói là họ ở xa, ở tận ở Gilos, họ đã cất công lên đây là bởi vì họ nghe trên báo chí, ở trên truyền thanh đấy, cái bọn mà tay sai đó với lại đã ăn tiền đó là Quốc Thái đó. Đoàn Trọng nó lên nó ca tụng là Dũng. Có 20 đúng rồi, có 21 triệu tiền thuốc. Tiền ông thuốc. Ta nói rõ ràng mà là mỗi một cái gói thuốc là trị giá 2.001, cho nên ông ta vì vậy mà ông ta lên. Và cái đấy nó bịp, rồi nó bịp. Nói là có rượu nữa, mà sau cùng đến chả có rượu, chả có thuốc gì cả. Anh ta phàn nàn ở trên cái tivi mình thấy rõ ràng đó. Hoàng đó. Kiều là tên bịp quốc tế, bịp tức quốc là thế. Treo đầu dê mà bán thịt trùng. Bán thịt chó, đó, đúng như vậy đó. Vâng, vậy xin cảm ơn anh và xin mời chị Ngân trở lại. Dạ thưa quý đồng hương, chúng tôi xin được tiếp tục nói về vấn đề độc chất của China. Cộng đồng chống cộng ở thủ đô Lý Sài Gòn đã nhiều lần biểu tình tẩy chay hàng tàu cộng vì có nhiều chất độc mà trong quyển sách Chết bởi Trung Cộng đề cập. Chúng tôi xin nêu ra đơn cử melamine, hyoscine, arsen, chì có trong trà, nước táo, sữa, thủy sản, đậu xanh và trong tất cả mọi thứ. Thưa quý đồng hương, tàu cộng đã lợi dụng Hoa Kỳ khi được cho vào Tổ chức Y tế và Mậu dịch Thế giới và đã lạm dụng ưu đãi thuế quan và phản bội Hoa Kỳ và thế giới vì muốn xóa ngôi cường quốc nên đã cho phát tán vi khuẩn Vũ Hán đi khắp thế giới, giết hại dân lành. Có điều khó hiểu, 5 triệu người tàu chỉ trong 2 tháng mà số lượng người tuôn ra khắp thế giới, trong khi Tết Nguyên Đán trên quê hương, khi dịch đang hoành hành, nhiều tiểu bang, thành phố, các nước bị phong tỏa, đóng cửa. Trong khi đó, nhiều thành phố đông dân như Thượng Hải, Trùng Khánh, Thánh Đô, Thẩm Quyến, Thiên Tân không bị lan nặng nề.
không bị phong tỏa. Thủ đô Bắc Kinh là cơ quan trọng yếu các nhà lãnh đạo Trung Cộng sống mà không ngăn ngừa phong tỏa. Kể từ giữa tháng 4, bệnh lây nhiễm trên thế giới dương tính 1.942.360 người, hồi phục 461.819, tử vong là 123.348. Ở Mỹ, 588.300 người bị dương tính, hồi phục 44.308 và tử vong 23.654. Tây Ban Nha 172.655, hồi phục 67.564, tử vong 18.150. Ở Ý 162.448, hồi phục 37.103 và tử vong 21.067. Đức 131.121, hồi phục 58.112, tử vong 3.236. Pháp 98.076, hồi phục 27.717, tử vong 14.986. Vương quốc Anh 93.873, hồi phục 12.107. Cái số người phục hồi rất ít, trừ trường hợp đặc biệt của Thủ tướng Boris Johnson. Trong khi đó, Trung Quốc là nơi xuất phát dịch lâu nhất mà chỉ có 83.224, 78.000 hồi phục và chết là có 3.343. Dựa theo số tổng quát tới ngày 14 tây tháng 4, thưa quý đồng hương, đã đến lúc không mua đồ China nữa, hàng rẻ hay là mạng sống. Cảm ơn chị. Thời luân tiện này chúng tôi muốn đặt câu hỏi với anh cũng như chị là có rất nhiều cái dư luận, và trước khi tôi đọc đây đó là không phải là dư luận của Việt Nam mình đâu, cả toàn thế giới luôn, cả toàn Hoa Kỳ và thế giới cho rằng là cái này là một cái virus Vũ Hán này là một cái khí giới của Tàu Cộng muốn tung ra để thứ nhất là hại nước Mỹ, hại Tổng thống Trump, tại vì cái ngày bầu cử sắp tới rồi. Đồng thời hại các nước ở bên Âu Châu. Thì các anh nghĩ gì về cái dư luận này? Và người ta trong tương lai người ta sẽ đứng ra đồng loạt để kiện cái đám tàu phù này. Đó thì thưa các anh, nói là Tàu Cộng đó, chứ không phải là người tàu đâu. Người tàu rất là nhiều người tốt, nhưng mà chúng ta nói rằng cái tụ cộng sản tàu đó, cầm đầu đó là Tập Cận Bình. Thì thưa ý kiến của anh là sao? Tôi thấy cái việc này là đúng chị ạ, vì nó muốn tiêu diệt người Mỹ, nhưng mà nó về vũ khí đạn dược thì nó không có thể nào chống Mỹ được, không có một nước nào trên thế giới có mà bằng nước Mỹ cả. Bây giờ nó phải kiếm một cái gì để mà nó tiêu diệt người Mỹ, thì bằng cách là bây giờ nó đưa cái bộ virus này ra ngoài để mà xâm nhập vào nước Mỹ. Thì chị thấy rõ ràng từ nước Mỹ từ trước giờ có bao giờ mà có cái bệnh tật như vậy đâu, không bao giờ có. Bây giờ nó đưa vào chị thấy thì là, nhưng mà ông trời ông có mắt chứ không phải không. Các anh chị cứ tin tôi đi. Thưa Vên Cung và thưa quý đồng hương, sau khi cái dịch Vũ Hán mà nó lan truyền như vậy, ngay từ cái tuần lễ đầu là tôi đã nghĩ ngay là đây là một trân châu cảng thứ hai. Một trân châu cảng ngày xưa giữa Nhật với lại Mỹ thôi, nhưng mà bây giờ nó làm cả thế giới, là tại vì tàu nó biết rằng một số lớn ở trong thế giới bây giờ bắt đầu tỉnh ngộ rồi và đi theo Mỹ. Trước sau gì là nó không thể thuyết phục được những nước đó nữa, như là con đường tơ lụa nó đã từng mơ tưởng, thì bây giờ nó đánh trước bằng cái cách vi khuẩn này. Nó đem ra toàn thế giới như vậy. Đó, hồi nãy tôi có đọc là tại sao những cái thành phố lớn của nước đó, nó lại được, không có. Bắc Kinh đó. Và cái Thẩm gì? Phán. Thẩm Bắc Phán, Kinh. Bắc Kinh và cái gì nữa? Giang. Thượng Hải. Thượng Hải không bị. Không bị. Lạ lùng vậy. Thấy không? Thì bây giờ thì mình dễ thì cũng dễ hiểu quá hai đúng chị. Tôi theo tôi thì nó phải làm sao mà nghĩa là ông Trump này thì lúc đầu thì sau khi mà ông ra lệnh cấm người tàu không được vào Mỹ, hoặc là những người tàu mà đã đi ra khỏi nước Mỹ không có được trở lại nữa, thì cái đó là một cái việc mà rất hay, ngăn chặn được cái chuyện đó. Nếu không có thì tôi nói thật với chị,
chưa chắc gì mấy chị em mình ngồi ở đây đâu. Dạ thưa anh, điều thứ hai nữa là vừa mấy cách đây mấy ngày mà ông ra lệnh mà chấm dứt hỗ trợ cho cái tổ chức y tế WHO đó. Quái. Quái, đáng lẽ là phải từ lâu rồi nhưng mà ông vẫn cho anh chàng này cơ hội. Đó, mà bác sĩ đó. Dạ, cái ông cái, bị cái, mua chuộc, bị tàu mua chuộc đó. Rõ ràng. Ngay từ lúc đầu mà ông nói là để đưa người Mỹ, chuyên viên Mỹ qua bên Vũ Hán thì thằng tàu nó không cho rồi. Thì trong khi đó cái anh mà giám đốc của cái tổ chức WHO này, anh lại nói là đừng đem chính trị vào đây. Đấy. Anh cho là cái chuyện cảm cúm bình thường thôi. Anh đó, chạm. Nó là một thằng châu Phi mà. Dạ, một thằng châu Phi. Thành thử ra bây giờ ông cho muốn cắt cái viện trợ tạm thời như thế này, cắt viện trợ là đúng lắm. 600 triệu một năm đó em trợ cho cái tổ chức này. Bây giờ là thằng cha này cũng sẽ mất chỗ thôi, bởi vì bây giờ nó đã lên đài, tôi đã trông thấy nó lên đài, nó giống như là nó tự nó, bảo Quốc hội Hoa Kỳ yêu cầu nó phải ra trước Quốc hội để trả lời những việc làm. Cái mà nó đem cái vi trùng vi khuẩn này nó đi cùng khắp thế giới, lại nó vô hình dung là nó lại hại nó. Thay vì nó chỉ có hại ông Trump với hại nước Mỹ thôi thì nó lại hại nó, lại bây giờ là thế giới tỉnh ngộ rồi, sẽ nghĩa là đa số là sẽ đi theo vào con đường là chống lại nó để mà kiện nó về vấn đề virus này. Nó là cái này, nó tội diệt chủng đây mà, tội diệt chủng đấy. Chị nghe, tội nghiệp nhất là của cái đám ở châu Phi bây giờ đó, người da đen đó, nó đã nghèo khổ rồi mà nó bị tàu nó lợi dụng. Nó đưa cái vụ vải nọ kia rồi nó cho mấy cái thằng cầm đầu Mỹ tiền về theo nó. Bây giờ té ngửa người ra, khổ lắm. Đói khổ mà chết rồi, chứ không phải vì bệnh nữa. Vâng, thì giờ xin quý đồng hương là từ nay trở đi là tẩy chay, không có mua hàng tàu gì nữa hết. Bất cứ cái gì, mình kiếm những cái nước khác, đồ của Mỹ nếu không có mình kiếm các nước khác mình mua mắc một chút cũng được. Nhưng mà đừng xài đồ tàu. Đúng rồi, tôi đồng ý với chị này này. Trước đây đó, đã có một thời gian Liên Ủy ban chống Cộng sản và tay sai. Mình có đi, dạ, mình có đi. Có định biểu tình rồi. Nhiều lần lắm. Không, biểu tình là chung chung thôi. Nhưng mà lúc đó chúng tôi có đề nghị là chúng ta phải biểu tình ở Walmart và Costco là những cái nơi mà buôn bán hàng của Trung Cộng nhiều nhất. Đầu tiên ông Nhơn rất là đồng ý, tôi đưa cái ý kiến ra. Nhưng mà sau cùng thì ông chỉ biểu tình trong cộng đồng thôi mà không có kéo nhau đến những cái nơi đó để trực tiếp báo cho những cái chủ của Costco và Walmart là không nên buôn bán đồ hàng của tàu. Đó, thành ra từ cái ngày đó cách đây cả 2 năm rồi. Thì tôi không hiểu là ông Nhơn tại sao vào phút cuối ông ấy bỏ cái lệnh nó ra. Anh em đã đồng ý hết, đã chuẩn bị những cái đồ để mà đi biểu tình. Hồi đó tôi còn làm trong ủy ban. Thế mà sau này không làm nữa thì tôi hỏi là không biết có qua Hoàng Kiều và Bùi Phát có ra cái lệnh cho ông Nhơn không, mà tự nhiên ông ấy ngừng hẳn cái việc đó. Đó thì thưa đồng hương, thì bây giờ tôi nghĩ rằng nếu mà cộng đồng chúng ta mà muốn làm một cái điều tích cực để chống lại tàu, cái điều này rất là cần thiết, mà chúng tôi là những phụ nữ, chúng tôi không thể đảm nhận những việc đó được, thì xin mời các cái đứng mà nam nhi, đặc biệt là bên quân đội đó. Mà chúng tôi thấy im hơi lặng tiếng suốt thời gian vừa rồi, chống tàu, chống Việt Cộng, các ông cũng im phắc. Thì xin các ông giúp cho cộng đồng chúng ta trong cái vụ mà chống tàu này. Vâng, xin để kết thúc thì xin mời anh Cung cũng như là chị Ngân có điều gì để nói với đồng hương. Thưa, đối với tôi thì như vậy là đủ rồi. Vâng. Cái việc mà làm của tôi là rõ ràng người tôi chống thằng Hoàng Kiều và thằng Bùi Phát và thằng Đỗ Tài với lại thằng Phạm Kim Long nữa, cũng nặng tội lắm. Vì mấy con sâu này nó làm mình mệt lắm, là nó không ăn thôi gì cả, nhưng mà nó cứ nhắc nhở được cái chuyện đó là tôi thấy là không được rồi. Tôi không biết là nó bỏ bao nhiêu tiền nó cho mấy người này, mấy cái đồng tiền ăn dơ bẩn đó là mình nhận làm cái gì. Nhưng mà đặc biệt là các cái đám truyền thông ở đây, tôi phải nói thẳng là đài Radio Little Sài Gòn, Nguyễn Hữu Công bây giờ lên trên đài đi xin tiền. Quý vị cứ thỉnh thoảng nghe đi, lý do tại sao mà ngày xưa là một cái đài rất là mạnh ở đây mà bây giờ lại phải đi lên xin tiền. Xin tiền đồng hương, quý vị cứ nghe đi, nghe tôi nghe, người ta nói thông tin tôi mở ra tôi nghe. Ông dây nó xin tiền rồi, nếu đồng hương không đóng góp thì coi cái đài sập. Thì lý do là bởi vì ông ấy chống lại cái người quốc gia để mà ông ấy đọc tất cả những cái tài liệu của cái đám Hoàng Kiều. Và bây giờ đồng hương, đặc biệt là những cái người mà làm ăn buôn bán là tẩy chay cái đài đó, và
cái báo Người Việt tôi nghe nói cái cô Ngọc Lan là đã bị thải rồi, tôi không biết tin tức cuối cùng như nào nhưng mà bị đẩy ra, và trong tương lai thì cái thằng Đỗ Dũng cũng sẽ bị, bởi vì nó vì cái tiền bạc của Hoàng Kiều mua chuộc chúng nó để mà biến một cái tờ báo quan trọng nổi tiếng nhất thế giới bây giờ của Việt Nam đó, bây giờ lại đi theo bưng bô cho Hoàng Kiều, cho nên cái đó là cái nhục cho cái ban quản trị, cho nên họ sẽ đang tìm người để thay thế cái tên tên gì đó Đỗ Dũng đó, và một số các đài khác giống như là cái đài của thằng Quốc Thái đó, và cái thằng đó nó chỉ tiền thôi đó, cho nên nó cũng giúp cho Hoàng Kiều rất nhiều. Và đặc biệt đó là tôi thấy nhục nhất là những cái người luật sư như là cái gì anh Tuấn này với lại Đỗ Phủ rồi bây giờ lại Hoàng Duy Hùng nữa, là đứng ra một cách yểm trợ rất là tích cực cho Hoàng Kiều để chống lại cái cộng đồng của chúng mình đó, để mà ủng hộ tàu, để mà ủng hộ cộng sản, để chống lại cộng đồng mình. Thì trong tương lai chúng tôi sẽ có những thời gian để lên giải mã tất cả những cái tên Việt gian này, đó là Đồng Hương yêu cầu. Đáng lẽ chúng tôi xin nghỉ rồi, thời gian này là thời gian chúng tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng mà Đồng Hương bảo chúng tôi rằng đánh rắn, quý vị đánh con rắn thì đánh cho nó chết, đánh vào cái đầu nó, chứ còn quý vị mà đánh nó giữa khúc á, thì nó lại nổi lên. Thành ra Đồng Hương có một số Đồng Hương, tôi có giữ tài liệu đây, yêu cầu chúng tôi cố gắng thêm một thời gian nữa đó. Đáng lẽ chúng tôi lợi dụng cái dịp này để nghỉ ngơi đó, thì xin quý Đồng Hương sẽ đón xem trong tương lai chúng tôi có sẽ vạch mặt những cái tên Việt gian mà đã nghĩa là tiếp tay cho Hoàng Kiều tại cái Nam California này. Xin mời chị. Dạ, anh kính chúc thuốc. Quý Đồng Hương bảo trọng trong vấn đề vi khuẩn, và chúng ta có thể cùng nhau tôn trọng luật lệ của liên bang, tiểu bang và quận hạt để giúp cho chúng ta mau vượt qua cái vấn nạn của virus. Xin chào quý Đồng Hương. Vâng, xin thay mặt anh em nhân sĩ cộng đồng chúng tôi xin cảm ơn tất cả sự theo dõi của quý vị, và trong tương lai nếu quý vị cần cái điều gì thì xin cũng cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ cập nhật hóa tất cả những chuyện đó. Vâng, xin cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.